Bây giờ đang là đầu giờ chiều, bên em có sang qua lại nhà khách xem số lượng cây. Thì các chú đã trồng được một dải trước cửa là trúc quân tử với cả nghĩa hổ phú quý. Đây, trồng rất là đẹp so với lúc ban đầu buổi sáng. Đây là trồng xen kẽ giữa phú quý và vạn lộc. Với kia dãy bồn này là cũ của người ta là có lá màu vàng anh đơn và mấy cây mua. Thì gia chủ muốn tiến hành là mình đánh bỏ đi đây, anh chú đã đánh bỏ ớt đi rồi, hết đi rồi. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành trồng. Ở cái bồn này thì chúng ta sẽ trồng theo hai dãy. Cái mé trong chúng sẽ trồng toàn bạch mã hoàng tử thành một dãy dài. Mé ngoài sẽ xen kẽ nhau giữa phú quý và vạn lộc, sẽ tạo thành hai dãy. Còn cái bồn ở ngoài kia là trúc với lại phú quý vạn lộc thì là trúc đằng sau. Còn bồn này thì sẽ đưa bạch mã hoàng tử ở đằng sau. Tuy nhiên, đúng rồi, tuy nhiên là với cái thời tiết cũng như là với cái mật độ ánh sáng ở cái khu vườn sân này thì không biết là mình cũng đã tư vấn với lại gia chủ rồi là nó hơi nắng. Nên một số những cây hàng lá như này có thể nó sẽ cháy hỏng bớt một số lá. Do thời tiết nó đột ngột, nó ra ngoài trời, môi trường cây này nó phải ở chỗ bán nắng, chỗ ít nắng hơn. Thế tất nhiên rằng là nó sau một thời gian nó có thể nó sẽ quen. Thế nhưng giai đoạn đầu thì nó sẽ hỏng đi một số lá. Nên là gia chủ lưu ý. Có ảnh hưởng là do ánh sáng ở đây so với lại cây bạch mã là ánh sáng ở đây hơi thừa, hơi nắng quá. Và trước đấy thì là bên mình cũng hình như cũng đã có tư vấn với gia chủ rồi. Thế nên là bây giờ mình chỉ nhắc lại thế để cho ví dụ như sau này ai đó xem clip thì người ta có thể nắm được thêm cái tính chất, cái cách sống của cái thằng bạch mã phú quý với lại thằng vạn lộc. Hiện tại là bây giờ chú đang ướm cây vào để cho nó vừa mới khổ độ của bồn. Thì bồn nó dài, số lượng cây mình đã có sự chuẩn bị trước rồi. Tức là trồng 15 cây một dãy. Bên đây, bên kia chú đo rồi nó ngắn hơn, sẽ trồng 13. Chính vì thế chú sẽ ướm cho đủ mỗi bên một số lượng cây nhất định. 1, 2, 3, 5, 6, 7, bên này 8, cả cây ở giữa nữa là 8. Không, mé ngoài sẽ là hàng ngoài là sẽ là phú quý với lại vạn lộc. Một cây nữa thôi. Thế còn nếu mà trồng dãy mà chúng ta trồng lần lượt từng cây một mà nếu không sắp vào trước thì đến khi đến đoạn cuối nó sẽ thừa ra một vài cây hoặc nó thiếu đi một vài chỗ thì nó sẽ không thể đồng đều được, chúng ta phải dặm trước toàn bộ. Sau khi thấy nó ổn định đều số lượng rồi thì chúng ta chỉ được tiến hành trồng thôi. Giờ tiến hành là mình bắt đầu trồng vào đấy, sau khi mình sậm xong đều rồi thì bắt đầu mình tiến hành mình trồng xuống. Cây nào cao thì mình sẽ đưa bầu sâu xuống một chút. Và cây nào nó lông thì mình đôn bầu lên để cho cái mật độ cây nó tương đối phù hợp với lại cái dạng, nó sẽ tương đối đều nhau. Xuống đáy sâu nhất là có đường dây điện đấy Bác Tuấn ạ. Kịch là có đường dây điện đấy. Em vừa thấy đường dây điện, vừa kịch bầu của mình luôn. Em không nhìn anh nè. Sát mép luôn.
đấy, sa chặt vào mép để cho nó rộng, rộng bầu. Sáng chú nắng rồi. Nhưng bọn chú cũng quen với nắng gió rồi, không sợ. Cái việc ngoài như chú vừa nói, chú sẽ xếp một hàng kết hợp giữa phú quý và vạn lộc, cứ xen kẽ nhau, cũng như cái dạng ngoài của cái dạng trúc kia là chú cũng xếp một hàng kết hợp, một lửa là một cách một cây này, một cây phú quý này, một cây vạn lộc nối tiếp nhau. Không tương tự đâu, cái này nó cứ kế nhau, số lượng nhiều hơn vì rằng là tổng số cái cây này nó nhỏ hơn, số lượng cây trên này dưới này nó là 30-32 mà cái kia là có tổng số có 16 thôi. Cho đủ đất vào trong nhé. Lại trồng tiếp bồn này theo cái mô hình đúng bồn kia thôi. Đào những cây cũ lên. Bồn kia là còn cái khâu giải sỏi nữa. Các bồn đều có khâu giải sỏi, chú chia sỏi ra giải đều hết các bồn luôn. Giải sỏi để mục đích là vừa là đẹp và cái quan trọng là chống bị tưới cây cũng như nước mưa nó bắn đất ra ngoài bồn bẩn. Đấy là giải sỏi nó có cái lợi như vậy. Thì mình chị chủ chị bảo đánh ra để đấy cho chị mà. Cái mé rong này mà nếu như chú mà nếu mà đắp đồi lên làm cái khu tiểu cảnh ở đây thì rất là đẹp. Bỏ cái cây cau đi mà đắp đồi làm cái khu tiểu cảnh ở góc này rất là đẹp luôn. Dãy bồn này sau đó ấy nhưng gia chủ vẫn để cái cau đấy. Không đẹp. Ba điều hòa là chuyện bình thường. Vì thực ra là bây giờ mỗi phòng người ta một điều hòa. Cái bồn trước chú trồng cho cô chủ này, cô chủ đã quá ưng rồi nên là bây giờ cô không cần ra ngắm nữa, biết là mình trồng cái bồn trước rồi. Lần trước trồng cái bồn cũng phú quý nghe bạn nào. Cũng thế này. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh chợ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.